chào, rất vui được gặp lại các bạn vào mỗi buổi tối trong bản tin gặp nhau cuối ngày. Và hôm nay thứ bảy ngày 25 tháng 3 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Sáng sớm nay ngày 25 tháng 3 thì Sơn Tùng MTP đã đáp chuyến bay sớm đến Hàn Quốc, bắt đầu chuỗi sinh hoạt của nam ca sĩ tại xứ sở Kim Chi. Mặc dù 6 giờ sáng nhưng đã có rất đông fan hâm mộ ra sân bay Incheon để đón chào Sơn Tùng MTP. Thậm chí còn có rất nhiều fan hâm mộ còn ngủ lại sân bay để kịp thời gian gặp ca sĩ vào buổi sáng sớm. Nhiều tuyến xe buýt đến sân bay vẫn chưa vận hành thì người hâm mộ đã bao vây và gọi tên của ca sĩ. Đáp lại tình cảm của mọi người thì Sơn Tùng MTP đã cười tươi và vẫy tay chào người hâm mộ. Sau đó thì nam ca sĩ đã nhanh chóng ra xe và di chuyển về khách sạn để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo. Không những vậy mà Sơn Tùng MTP còn được bình chọn vào top 50 gương mặt thời trang châu Á. Vì vậy mà Sơn Tùng MTP không còn là một gương mặt quá xa lạ với các fan quốc tế nữa. Anh được chào đón một cách nồng nhiệt tại Hàn Quốc. Trong chuyến đi đến Hàn Quốc lần này thì Sơn Tùng MTP sẽ là khách mời VIP tại tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week. Và nam ca sĩ sẽ góp mặt trong một số show thời trang danh tiếng. Sơn Tùng cũng đã chuẩn bị rất kỹ về trang phục cho sự kiện xuất hiện này. Nữ ca sĩ Selena Gomez đã gửi lời chào đến người hâm mộ Việt Nam. Mới đây thì trên trang Facebook cá nhân của chuyên gia trang điểm Ngô Việt Hùng đã bất ngờ livestream cùng Selena Gomez tại hậu trường của một buổi chụp hình. Đặc biệt là các fan đã không khỏi bấn loạn và thích thú khi thần tượng Selena của mình gửi lời chào đến các fan của Việt Nam. Ngay sau khi chuyên gia trang điểm nói là Selena hãy chào Việt Nam đất nước của tôi đi, thì ngay sau đó Selena Gomez đã nhanh chóng vui vẻ, hôn gió và nói xin chào Việt Nam. Và đoạn video chỉ có hơn một phút thôi nhưng đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều fan Việt hy vọng một ngày không xa thì cô ấy sẽ về Việt Nam để biểu diễn. Chiếc ghế được mô phỏng cơ thể đàn ông được phơi bày hết các vùng nhạy cảm và được đặt cùng các ghế khác trên tàu điện tại trung tâm Mexico City và chỉ dành cho nam giới, khiến cho nhiều hành khách nam đã sượng mặt và không dám ngồi nhưng cho rằng có hiệu quả và chống quấy rối tình dục phụ nữ. Mục đích của chiếc ghế tình dục này là để đàn ông biết cảm giác phụ nữ khi bị quấy rối tình dục trên phương tiện giao thông công cộng là như thế nào. Và thử nghiệm xã hội này đã gây ngạc nhiên và bất ngờ kha khá cho những hành khách, được cho là thành công lớn trong hoạt động cộng đồng. Trong quá trình nghiên cứu khoa học thì Mike Solomon đến từ Anh chợt nhận thấy là điểm bất thường ở dữ liệu của NASA. Đây là lỗi mà ngay cả các chuyên gia cũng khó có thể tìm ra được. Mike Solomon, 17 tuổi, mới đây đã được cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA khen ngợi vì phát hiện các cảm biến trên trạm không gian quốc tế đưa ra số liệu sai. The Star cho hay là nam sinh của trường Tufts, Anh đã nhận thấy điều khác thường khi mà đang thực hiện một dự án Team Pick cho viện nghiên cứu của trường đại học Iris phụ trách. Học sinh tham gia được phân tích số liệu do NASA cung cấp và tìm các mô hình có thể tạo nên sự đột phá trong khoa học. Và đang theo dõi các số liệu thì Mike bỗng thắc mắc là tại sao lại có một năng lượng -1. Em để ý rằng khi không có gì chạm vào máy dò thì nó sẽ đưa ra số liệu âm, nhưng giá trị của năng lượng thì không thể âm được. Và James O'Neill, trưởng bộ môn vật lý của trường Tufts đã cho hay, ngay sau đó thì nam sinh 17 tuổi này đã liên lạc với NASA và cơ quan này đã yêu cầu cậu bé lập biểu đồ về sự bất thường đấy. Thật là tuyệt vời, em có thể nói với bạn bè rằng tớ đã gửi email cho NASA và họ đang xem xét biểu đồ của tớ. Miles đã tự hào chia sẻ như vậy. Và sau khi cân nhắc góp ý của chàng trai người Anh này thì NASA đã xác nhận sự cố. Các chuyên gia ở đây nghĩ là hiện tượng này chỉ xảy ra 1-2 lần trong năm. Và theo như Miles cho rằng thì nó sẽ xuất hiện vài lần trong một ngày, theo Daily Mail. Và đó là tất cả những thông tin nổi bật nhất và hot nhất có trong ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào thứ hai.